Theo báo mạng Home tinh thành Post cho biết, nhiều ngôi sao thế giới như diễn viên, vận động viên chuyên nghiệp, nghệ sĩ và nhiều nhân vật nổi tiếng khác sử dụng Twitter để lên tiếng ủng hộ một cậu bé sống tại Tennessee sau khi cậu bé này bật khóc và chia sẻ về nỗi đau của em khi bị bạn bè bắt nạt. Em Keaton Jones, một cậu bé sống tại Knoxville, thu hút đông đảo chú ý từ cộng đồng mạng sau khi mẹ của em đăng tải một video trên trang Facebook, trong đó em bật khóc khi em ngồi cùng mẹ trong xe, vì sợ bạn bè bắt nạt em trong giờ ăn trưa. Em bật khóc khi kể lại việc các bạn bắt nạt em. Các bạn chế giễu mũi của con nhìn kỳ cục. Họ gọi con xấu xí và nói rằng con không có một người bạn nào. Con không thích việc các bạn đang làm với con và con cũng không thích họ làm điều này với những bạn khác. Những ai có chút khác biệt với mọi người xung quanh không nên bị bạn bè chỉ trích. Đây không phải lỗi của chúng con. Đến nay, đoạn video này đạt trên 18 triệu lượt theo dõi. Đoạn video này nhanh chóng được nhiều ngôi sao thế giới quan tâm. Diễn viên Chris Evans, Millie Bobby Brown và Patricia Arquette là một trong những nhân vật nổi tiếng lên tiếng trên mạng xã hội Twitter để gửi lời động viên đến Keaton. Nam diễn viên Chris Evans được nhiều người biết đến trong vai Captain America viết trên Twitter rằng Hãy mạnh mẽ lên Keaton, đừng để những lời nói của mọi người xung quanh làm cháu buông lòng. Tôi hứa với cháu, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nếu đồng ý, cháu và mẹ có muốn đến tham dự buổi công chiếu phần mới của bộ phim Avenger tại Los Angeles trong năm tới hay không? Ngoài lời mời của Chris Evans, Keaton còn nhận được những lời mời tương tự từ những ngôi sao nổi tiếng khác.